Đẹp mặt chắc gì đã đẹp nết, biết nhiều chắc gì đã biết điều. Hơn được một người thì cũng đứng sau cả vạn người. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình là nhất. Say giữa đêm phố mất đêm vàng, dưới ánh đèn được hiu hắt, đường tư vắng và không im, nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim. Oh, em muốn nâng chén tiêu sầu, sầu 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 sầu. Em muốn nâng chén tiêu sầu, sầu 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 sầu. Em muốn nâng chén tiêu sầu, sầu 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 sầu. Quen sống trong đông u sầu, đi rồi chẳng còn biết đâu. Nên đến khi phải xa nhau, trái tim em không thể nhỏ màu. Xin lỗi khi phải xa nhau, bởi em tim đã phai màu. Em cũng không trách anh đâu, nên mong anh trong lòng không đau. Một chén cho người, mười năm bông hoa hư không. Không luyến lưu gì, người đi không nhớ không mong. Một chén cho đời, là lời con nước xuôi dòng. Có chăng cũng là trôi về bình. Bỏ quầy tay trăm lời tán tỉnh, vì tôi chỉ thấy một mình em sinh. Thề với Chúa đây không phải là thính, đây là em trong mắt kẻ si tình. We'll be right back.
tội nghiệp người ta. Liệu sống một cuộc sống chẳng cần biết yêu là chi, hạnh phúc còn giờ không giờ này nơi con đường ấy chỉ anh qua mỗi ngày, và giờ này nơi con đường ấy chỉ anh cười vu vơ. Tôi dùng người trôi đi vội vã cô đơn sao xa lạ,
giờ lang thang đôi chân từng bước phố đêm dài lê thế. Hàn nguyện cầu em bên người ấy sẽ luôn luôn vui cười. Hàn nguyện cầu em bên người ấy sẽ không làm em đau. Chủ tình mình này như bọt sóng vỡ tan khi vô bờ. Câu nói này của Dương Mịch: bạn có thể không thích tính cách của tôi, không thích cách sống của tôi, không thích những gì mà tôi nói. Nói chung, tất cả mọi thứ thuộc về tôi, bạn đều có thể không thích. Nhưng phiền bạn đừng tìm đến tôi không sống theo cách mà bạn thích. Nên cứ tránh xa tôi một chút, chứ đừng buộc tội tôi, đừng dùng suy nghĩ của bạn để cười nhạo những thiếu sót của tôi. Bởi vì tôi không phải vì bạn mà sinh ra, cũng không phải vì bạn mà sống. Cám cờ là không bị thích. Anh hỏi em là sống có tốt không hả? Em trả lời cho anh nghe nha. Dù rằng vẫn biết như thế là tôi khi biết yêu thế được những gì. Vì trong thơ bên cạnh nhau đã nói
con mi đúng không? Ừ, tao thích nó đấy rồi sao? Từ giờ đừng có bao giờ bén mảng lại gần nó nữa, tao ghét đấy. Mày mấy con mi là cái gì của nhau mày dám mở mồm nói câu như thế? Nhưng mà tao thích mày. Ê, tính ra là bữa nào cũng bất ổn hết trơn nha. Thì hôm qua tôi không có tem code cho nên bữa nay tôi tem code cho mấy bạn nữ. Thì hôm qua tới hôm ba đó thì bữa nay tôi cho mấy bạn nữ vô. Thì đây check mic nữa nè, vũ nữa. Con có mic thôi, con có mic. Rồi, bị kích nha. Thì cái bạn này bận vô, tôi trao cái size cho bạn này xong rồi thì tôi mới nhớ là cái quần của bạn ấy đang bận là có trong bộ đồ luôn. Tôi không nhớ luôn á mọi người. Khi nào mà bạn ấy bận nguyên bộ đồ vô tôi mới nhớ. Rồi, nhưng thì cũng đai đành vậy rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nói nè, bây giờ ví dụ như là dưới 1k cái size á, mà muốn lấy cái size thì nói thẳng ra cho tôi để tôi cho cái size luôn, khỏi cần làm vậy, chỉ mất công. Mệt, hiểu không? Bây giờ ví dụ như là có bộ đồ rồi mà vô mà trong bánh xe nhân phẩm không có cái gì hay á, mà thì ví dụ giống như là cái bộ đồ đó là 500kc thì nói ờ em muốn lấy 500kc đó, thẳng ra như vậy tôi cho luôn chứ đừng có làm vậy chị mệt. Ok. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời năm thì tình yêu anh đã thuộc về người, tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Chỉ có một người là dù ngày tháng này trôi nhạt nhòa, đoạn đường vẫn còn nơi phân tán, nhưng vào mắt của nhau chưa bao giờ cũng biết ta đã rời xa. Vây quanh em giờ thật nhiều chàng trai muốn cua, anh đây nhiều nhưng không muốn thua. Và nếu mai này em cần đi xe hơi, bán gia tài hỗ trợ em đi chơi, thứ em cần không phải lo em ơi, alo là anh đây tới nơi. Một trong những điều khốn nạn nhất mà thế giới này sẽ làm đối với bạn, đó là cho bạn gặp đúng người.